Tối qua, lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8 và lễ hội Ốc Om Bóc, Đùa Gành Ngò Sóc Trăng, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 5 năm 2022 đã được tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng. Ngày hội năm nay quy tụ hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 12 tỉnh thành phố có đông đồng bào Khmer sinh sống. Sự kiện nhằm tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer Nam Bộ. Ngoài phần nghi thức lễ, một chương trình nghệ thuật đặc sắc tại đêm khai mạc cũng đã làm mãn nhãn người xem có chủ đề Sóc Trăng hội tụ và lan tỏa với những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào, tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Rất là tự hào khi mà đã mang đến một số tiết mục với cái điệu múa rong vong, sa la van lâm liêu của người dân tộc Khmer, cũng mong muốn là góp phần mang bản sắc văn hóa dân tộc Khmer đến với là anh em trong cả nước cũng như là 54 dân tộc của Việt Nam. Đồng bào Khmer có trên 1,3 triệu người sinh sống chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, có đời sống văn hóa tinh thần phong phú và đặc sắc. Việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa đó là rất quan trọng. Năm 1999, Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng bào Khmer Nam Bộ lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng và luân phiên tại các tỉnh thành trong khu vực. Năm nay, Sóc Trăng là tỉnh đăng cai. Tất cả các hoạt động diễn ra trong một tuần lễ từ ngày 2 cho đến ngày 8 tháng 11 thì có thể nói rằng là tỉnh kỳ vọng rất nhiều vào sự thành công của ngày hội lần này. Vừa bảo tồn phát huy được bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc, vừa là sân chơi cho các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên đồng bào dân tộc Khmer giao lưu văn hóa, thể thao, khám phá về du lịch. Tôi mong muốn đồng bào dân tộc Khmer cùng nhau thực hiện thật tốt phương châm người đi trước truyền lại cho người đi sau, ông bà, cha mẹ truyền dạy cho con cháu, cộng đồng học hỏi lẫn nhau với nhiều cách làm sáng tạo, bền bỉ thì chúng ta mới giữ gìn và phát huy được nét đẹp văn hóa đặc sắc, độc đáo, hiếm có của dân tộc mình. Tại buổi lễ, Sóc Trăng đã công bố logo du lịch của tỉnh, đồng thời đón nhận bằng xác lập kỷ lục lễ hội Ốc Om Bóc Đua Gành Ngò tỉnh Sóc Trăng có số lượng ghe và vận động viên tham gia nhiều nhất do Viện Kỷ lục Việt Nam công nhận.